Rồi đây là bà Hoàng nha. Chúng ta hôm nay sẽ làm một món lẩu siêu to khổng lồ. Ok. Lẩu cua. Ở trên tay bà Hoàng nó có gì đấy? Bà Hoàng mua được rau muống. Ok. Một mớ vegetable rền và crab hai lạng. Ok, hai lạng crab. Rồi chúng ta sẽ đi đến chỗ chị Yêu nha. Nấm. Ok. Chị ơi. Xin chào chị Hoàng. Nấm và hành khô. Và hành khô. Nấm kim châm không hay nấm kim châm, châm đi. Xem nấm kim châm. Chị bán xem mấy cái đồ để làm lẩu. Chị Yêu ở chợ Trần Yên có rất là nhiều mặt hàng ngon bổ rẻ nha các bạn nha. Hai gói 6.000 cái mà. Hai gói. Một ít nấm khác. Ô 6.000 á, sao bây giờ rẻ ra? Nấm này nhá. Cho em ít nấm đấy. Ở đấy cả nấm đấy chứ. Sau đây là mình sẽ mua bào hòa, sẽ mua. Bào hòa mua gì đây? Nấm gì chị nhỉ? Nấm hải sản. Nấm hải sản và một ít nấm kim châm. Ok. Thêm một thùng nấm nữa đi. Ờ đấy. Bao nhiêu một túi á? Thôi một túi thôi, để hai cái thùng kia được rồi. Ít quá. Ơ không ớ. Thêm một túi, bán hai túi kim châm nha. Bên này là tỏi nha. Khoai lang à? Ngô. Cho em một bắp ngô. Một bắp nữa, hai bắp đi. Toàn thùng luồng mà ăn có một bát mà. Bà Hòa nói cảm nhận hôm nay nhận được tiền lương đi. Một chút. Tại sao? Vì tiêu mất một nửa rồi. Bao nhiêu tiền hả chị? 36. Đây mua thịt bò. Ok. Bà sẽ tiếp tục đi mua thịt bò. Cái này biết rồi nhóc. Ba lạng. Thái hộ cháu. Rồi, ăn chị luôn. Ba lạng thôi nhá, tôi rời cháu lấy đâu. Cần gì nữa cháu ạ? Cần gì nào? Nếu một tí nữa. Nếu tí là 70 nghìn thì cháu. Rồi, đủ cháu. Rồi, cháu 70 nghìn. Thịt bò ngày hôm nay rất là tươi nha các bạn nha. Bà Hòa đã dọn đứng lại thịt bò rất là tươi. Ngon luôn. Chuẩn chỉ luôn các bạn. Đấy đây này, chị Hoàng phải mua con dao như này này. Ừ. Hay tí nữa đi về chỗ đằng kia mua đi. Ừ. Wow, chúng ta được ăn hẳn 3 lạng thịt bò. What about chicken? À thôi, mình bỏ chicken đi, mình sẽ ăn sườn sụn. À ok. Sườn sụn cũng là một món rất là yêu thích của bà Hòa. À các cháu có ăn ngao không? À có. Bà mua cái gì cháu ăn? Điện thoại này. Em ăn lẩu cơ. Bà mua gì đấy bà? Em đi mua sườn để ăn lẩu. À ok. Sườn sụn đấy. Mua sườn chưa? Em mua sườn nhưng mà sườn nó càng sụn cơ. Đây sụn cơ. Ăn thì sườn đấy chị các sụn. Đây cũng là một trong những chị Yêu mà mình hay mua sườn. Sao giờ thịt vẫn đắt thế? Đắt thế? Đắt rồi, mới đắt rồi. Bao nhiêu nhỉ? Vừa nãy vừa lấy xong cân rưỡi là 180. Con thêm được em nào? Lấy cho em đi. Em mà lấy cả này chỉ lấy 7.000 thôi này, nhưng mà anh đang cái này lại không bán được. Mua sườn sụn như đấy. Ừ, sụn
Nè, bà chào các cháu đi nào. Bà chào các cháu. Các cháu ơi, hôm nay bà lại làm món khoai lang chiên khổng lồ. Khoai tây. À, khoai tây. Khoai tây chiên khổng lồ các cháu ạ. À, chúng mình cùng zoom lại xem là bà đang làm gì nhá. Bà đang có những cái gì ở trên Bà có khoảng 6 củ khoai tây. À, 6 củ khoai tây, ok. Và một bát nước muối. Bát nước muối chúng ta ngâm khoai tây. Ngâm để làm gì bà? Ngâm để cho khoai tây giòn hơn cháu ạ. À, ok. Rồi chúng ta sẽ cùng xem đến trợ lý Phương đang làm gì nhá. Trợ lý Phương đang làm một cái món rất là kỳ lạ. Bán đậu. Và okay. Theo anh Hành bảo là không cần rán nhưng mà em cũng thích rán đấy. Rồi sau khi mà làm xong khoai tây thì bà sẽ làm cái gì nữa hả bà Hoa? Bà sẽ vớt ra, bà luộc qua. Luộc à? Luộc. Ok, bà luộc qua. Bà luộc qua một chút để cho nó khoai tây nó ngon hơn. Cái 6 củ liệu có nhiều không bà? Thì là khoai tây khổng lồ mà cháu. À. Cũng là rất phù hợp cho những con thường luồng giống như bà đúng không? Cả cháu nữa. Đây nha, cho các bạn nhìn rau nha. Một núi rau, ok. Còn trợ lý Phương đang chuẩn bị rán cái gì nhỉ? Váng đậu, ok. Một khâu mà chưa bao giờ mình làm luôn. Nhìn tắt cái đồ này đi cháu ạ. Tắt đi, để tí nữa kèo ăn cho bọn em bếp mình đợi. Được, ok. Tại sao chúng mình là các cháu vậy? Này, sao nhanh lên em ơi, còn đấy. Đây là nấm nhá. Nấm này chúng ta sẽ bóc ra này. Bà ơi, cái bếp của bà lộn xộn quá. Tí nữa bà sẽ dọn sạch sẽ ngay cháu ạ. Bà nhớ nha, cháu đã đi lại rồi nha. Cháu thích bà dọn đi, ôi. Cháu thích bà dọn đấy. Dọn thì dọn, thích thì bà dọn. Đấy, chúng ta sẽ lấy dao. Ui, con dao này bà mua bao tiền đấy? Con dao này bà mua 25.000 đấy các cháu ạ. À, thế à, ui, sắc. Con này sắc kê. Sắc lắm. Không à, cẩn thận là tức tay luôn. Đấy, sau thế khi này bà... thì, thế này thì các bạn nhỏ nhớ là không được nghịch dao này ở nhà nhá. Đúng rồi, nghịch dao này nguy hiểm lắm. Dao này chỉ dành cho những người già như bà thôi, ok. Qua 28 là bánh trinh bà chỉ thêm một con dao nó sắc như thế này, cháu ạ. Đấy, sau đó thì bà sẽ... Ôi người mùi nấm thơm quá bà. Thế à? Đây, cô trợ lý Phương vẫn đang cố gắng vớt những cái miếng váng đậu ra. Thôi bà sẽ rửa nấm. Sao bà không ngâm luôn bà? Còn ngâm á? Ờ. Thì bà đang nghỉ đây mà ngâm má. Đây bà đi vào đây này. Đấy. Đúng là bánh tráng. Bà nhặt vào đây nha. Ok. Sau khi bà nhặt vào đây xong thì bà sẽ cho ra cái rổ. Đi nữa vẫn còn. Có bà đang nhặt cháu ạ. Tách ra. À đúng rồi, ok. Đấy, thấy chưa? Quá nhiều lần đầu tiên bà thấy được mà làm nhiều nấm này đấy. Thấy chưa? Nấm này nấm kim châm nhá, có đây là nấm hải sản này. À. Nấm hải sản. Đó, các bạn nhỏ đã nhìn thấy nấm hải sản bao giờ chưa? Hôm nay cũng là lần đầu tiên bà Hòa biết đây là nấm hải sản nhá các bạn nhá. Vì nhà bà Hòa cũng không có điều kiện lắm nên là cũng chưa được ăn nấm hải sản bao giờ. Nhưng mà hôm nay bà quyết định làm clip siêu to khổng lồ lần đầu tiên nên là bà đã mua hẳn 50.000 tiền nấm hải sản. Ôi dồi, đi chợ người ta hỏi sao mua nhiều thế. Thì bà về bà cũng sao biết. Bà ấy bà giống bà Tân quá bà. Các cháu thấy chưa? Đấy, giờ bà ngâm nấm này. Bà ngâm nấm. À, okay. Sau đó bà ngâm ở đây. Rồi bà xem qua đây được chưa này. Nếu mà sủi thì bà sẽ đổ ra cho nó ráo nước. Bà mở ra xem nào, bà mở ra nào. Đấy, khổng lồ chưa. Wow. Sau đó em ơi, rửa động á. Sợ em cháu. Cháu rửa động để bà dọn cái này cho bẩn quá. Ừ, đấy, đúng rồi. Thì nữa bà rửa bát nữa thì là tuyệt vời đấy bà. Không, bà chỉ là công đoạn này thôi. Không, nhưng mà bà vừa bảo là bà sẽ dọn sạch hết mà. Bà chỉ là thằng cháu bà. Nhưng bà vừa bảo là bà như bánh tráng vậy bà. Bà bảo là tí nữa bà sẽ dọn sạch hết tất cả mà. Em dọn cái này. Nào, em hơi vừa bỏ một tí cháu ạ. Đây là khoai và ngô nhá. Một
một rổ khoai và ngô khổng lồ luôn. Rổ quá. Đấy. Siêu to. Siêu to khổng lồ. 28 nồi bánh chưng. Đầu tiên bà thấy một nồi lẩu to như thế này. Chào thấy chưa các cháu ơi? Ờ, bà nói lại tất cả các nguyên liệu có trong nồi lẩu của bà nào. Đầu tiên là bán đậu. Đậu này. Đậu chúng ta phải rán lên. Ồ. Còn đây là ngô ngọt này. Ok. Ngô ngọt nhé. Các cháu ơi, đây là đậu phụ nhé. Các cháu có thái nhỏ nhỏ một chút. Còn con muốn tẩy nám hết. Đây là nấm, nấm có đấy, bà vừa nói rồi đấy. Nấm này là nấm hải sản, về nấm kim châm. À, ngoài ra các cháu cho thêm một ít khoai để cho nó ngọt nước. Ok. Bà ơi, cho cháu ăn đấy. Cắn bỗng nhiên có một con gì đó kêu ở góc xa. Đây là boss của bà. Đây là boss của bà. Ok, và đây là trợ lý của bà. À, đây là thịt bò này, bíp bíp. Bíp này, oh. Bíp. Rất còn đây bíp. Là vegetable mùng tơi và vegetable muống. Đây là khoai tây chiên nha. Còn đây là nút đồ bún. Nút đồ bún. Đây coca, chúng ta phải có coca đúng không? À, đúng rồi, coca. Đây là một cốc coca siêu to. Các cháu thấy chưa? Cần gì nữa? À, ấy nữa. Sụn. Thôi đây là sụn, sườn sụn nha. Sườn sụn này các cháu phải thái và ăn cực kỳ ngon luôn. Liếm đi bà. Bà có cái gì để trắng miệng đấy? Bà à, có đây nữa, đây một đĩa bon bon. Wow, bon bon. Bon bon cho các cháu nhìn bóc này. Bon 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 này ăn như nào bà? Bà các cháu bóc ra này. Đó. Đấy. Để bon bon cho cháu nhé. Ok, rồi chúng ta ăn tiếp nha. Rồi, ăn rồi. Bà chào các cháu nha. Bà chào các cháu. Bóp mấy con chào à?